Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lần đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi thơ mò nào. Mày chìm lại toàn chìm chết. Không, không mà chìm, không cho ra mò mấy này. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết thơ mò nha các bạn. Tận 4 mấy nghìn này ngon. Ghi loa bằng Bluetooth, ghi loa không dây là nó khác già. Xong đi mà chọn. Loa không dây à? Ừ. À là tai nghe không dây chứ nhầm, loa nó thấy bốc phép được. Tai nghe không dây ra là khác già, toàn lại tai nghe game thủ này nọ mà. Nhưng mà anh chọn tai nghe bình thường đâu, mình có phải game thủ đéo đâu mà nghe. À, đây, có tai nghe bình thường giống của anh. Ờ đấy, kiểu anh mua cái xong này này. Không có xong này à? Ừ. Thôi cái kiểu của anh, mày khi mày nhìn cái kết nối của anh ấy, mày còn cố mua. Nó phức tạp lắm. Màu xanh này mới đẹp này. Ô mẹ, màu xanh hết rồi. Đây lọ này. Tài giá cũng thế. Xong đến mua in ra. Nếu cho là giật thì lướt cho nó có. Đây của anh in 12 đây. Cái nối khó phải cực. Nhưng mà in 12 là fake. Ừ, khả năng là bán fake. Fake thật rồi. Cái này của anh rồi. Cất rồi. Đâu? Để em dây. Em muốn đi cất từ đâu chứ? Để 5 giây. Em biết đâu. Tao giấu rồi. Chính cái giờ tìm cái gì 2.000 nhỉ? Có cái này. À mà mẹ nick mới thế thì nó cũng khả năng có miễn ship. Thế thì khả năng có miễn ship. Không mua cái gì mà. Nếu mà mua rồi thì vẫn phải cài đặt số điện thoại của mình vào đấy. Em vừa mới tải luôn. Vừa mới tải hai bài chưa. Cái gì đây? Nói luôn còn mua hẳn chip chào một thật này. Bốt điện tử này. Xong 2.2 của đồ bóng 1K này. Ôi sợi rồi mấy ông. Trên đây có bán bót không? Không. Kiểu nó có nhưng mà tao bắt đẹp luôn. Không, nó chụp chim thật lên nhưng nó vẻ nó ship cho cái nệt. Như đợt trước anh ship bị lừa đấy. Anh tính mua một bộ Lego để về anh treo ở nhà nó đẹp tí. Thì đéo nào mình giống thằng bạn em rồi. Không, mình không phải trẻ trâu đâu mà kiểu như là kiểu mình ấy về mô hình nó đẹp thôi. Tìm được mấy bộ Lego trên mạng. Nhưng mà anh không bị lừa, anh nhìn anh vào cái phần anh mới nhớ ra là mình thử vào phần bình luận xem nó có ok không. Mà phải hiểu là cái bộ đấy nó có bán 99.000. Bình thường trong mình nhân nhỏ. Không nhỉ, anh bây giờ nó còn phát triển lên thêm rồi, đi thuê người bình luận là hàng tốt các thứ. Ừ đấy. Có kiểu như thế nữa. Anh biết là như thế rồi nhưng mà anh vào phần bình luận lại thấy đi con này nó ship. Có hai thằng nó bình luận là nó vẻ nó ship cho cái búp bê. Nhìn nè, cái búp bê. Cái con búp bê thì áo ấy cứ tự nhiên là có chả bắt đầu cái bộ Lego to như thế này mà 99.000. Mà ở trong làng mình thôi cái bộ bé ti đó 15.000 rồi thì cái bộ như thế này phải ít ra 100 mấy. Lên đã có 99.000 nghe nó bốc phét rồi thế anh phải vào anh check nghe chứ không thì tí bị lửa. To toàn 1 triệu đấy mẹ. Đấy. Trước bọn em mua cái bộ như này. Kiểu dạng như này nhưng mà phải bảo ninja cơ. Đây hình như là bằng Lego. Anh tưởng là làm bằng cái miếng sắt sắt như chúng nó đang hay đăng bây giờ. Cái miếng sắt cho mình tự ghép thôi. Cái Lego này. Đấy, nó mua kiểu dạng như này nhưng mà kiểu có cả 9.000. Lạc lắm. Kéo có cái gì nhỉ? Quên
có cả mấy cái hình người ấy. Đây, đánh giá đây. 4 sao toàn 4, 5 sao nó quay hẳn cho mình xem này. Ừ. Xong này được. Ồ. Toàn quay hẳn. Tớ một thằng này. Đây. Tớ một thằng. Tớ một thằng ấy. Ừ. Thế thì nick fake. Mà trên tớ một thằng nữa. Nhìn video. Đây. Đào một cái giường dưới thì nó vẫn là cái giữa giường. Kiểu cái chỗ này. Nó bảo em mua cho nó. Nó được em 250. Nó bảo mua ta đi, bộ này 200, sau cái ship tầm 30 còn 20 cho à. Vài mấy cái hộ Lego nó to như thế nào? To như thế nào? À, nó to, in như thế nào? Ô, tận 200 mấy người này thì nick ảo như thế này. Ở đây vẫn một cái giường bị ảo ấy. Đây, cái hộp Lego nó phải to gần bằng cái tấm đen đen này này. Cái bàn mà được tấm đen. Không, 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 không phải, không phải, bàn nick trên thôi, thế đồ nick dưới toàn. Toàn 5 sao này nó ơi. Ừ, sau này khả năng ok. Khả năng ok, 49 nghìn. Như vậy dẹp của mình như này cái thùng của bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thô mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thô mò. Nếu các bạn hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi thô mò nào. Thế bây giờ sẽ đi vào chi tiết thô mò nhé các bạn. Nó chỉ đơn giản là có cái bìa cứng ở ngoài để cho nó ấy thôi, cho nó gì, cho nó cứng cứng ở ngoài thôi. Muốn mua Lego gọi là trang trí nhà một tí. Cho nghỉ được thì nó mê tí. Mặc dù lắp vẫn thành hình nhé, nó hình như gì á. Mà cái hộp ấy chắc chắn rồi, giống ghê. Có nghĩa là nhìn trên hình nó cũng to à. Thế là mình cũng tưởng nó to à. Sao nó còn kiểu cho cả bìa cứng vào trên nó nặng nè. Ừ, ghê ghê. Ồ, ghê thật. Mua đâu? Có 200 được thế, Shopee đấy. Lực rồi đấy. Đó. Thế là xong. Thì lúc vào mới biết. Kiểm hàng xong trả hàng có được không? Lúc đấy nó hai chúng mang về đi, sao nó bóc ngoài bóc ra để lấy quả tàng về bóc nguyên, nhưng về bóc nguyên cả hộp hàng cho nó luôn. Về mình bóc ra so thấy không không được thì mình vẫn chụp lại, xong bắt đầu mình quay lại, xong bắt đầu mình đóng hộp lại như cũ trả hàng, đừng cắt gì mấy cái hộp là được. Nhưng vấn đề nó là gì nhỉ? Nó đã bao. Chén lại. Chọn linh tinh ơi nhỉ? Nó đã bóc kiểu mua về mình nhận được mấy ngày rồi sao nó mới vào cơ mà. Rồi xong thì quá, thật là sướng. Nói chung là thôi, mang bìa về cho mẹ đi cân vậy. Được bao nhiêu? Mẹ cho con 200 nghìn, con đi mua Lego, con đi mua đồ ăn. Nhưng mà con lại để tiền con mua Lego. Em là học lớp 8 nào? 8 mì á. 8 mì à? Ừ. Em biết nào không? Biết tám mi à? Tám mi. Có phải lớp có con tên là Hiền không? Hiền không? Hiền. Ừ. Nó cao cao ấy. Ừ đúng rồi đấy. Nó là em rồi. Nó, anh cũng không không phải là anh em nhà bác mà kiểu anh biết nó thôi. Ừ. Tại vì bác nó là bác của nó là bác gái. Mà bác gái đấy lại là con của ông anh. Thì là thành ra biết nhau. Nhà nó ai cũng cào. Từ bố đến anh, à, từ bố đến nó, từ bố đến nó ai cũng cào. Nhưng mà cao lại được cái gậy. Ờ.
mẹ gái, bố gái, anh em gái. Có mua hai đứa mới đẻ ra thì là béo béo. Thì gần như là lúc nào lớp có những cái dịch, cái sinh nhật cô hay các thứ đều có bố nó luôn. Giàu đấy, bố nó giàu đấy. Hạng xịn này. Cái lúc gì? Lúc bố mới ra 14 Pro Max. Bố mới ra được tầm trên tháng rồi. Thế là sau sinh nhật cô phó thủ nhiệm rồi cô chưa đi. Thế là bố nó tặng hẳn cái gì? Bốn tặng ư? Tặng cái gì? 14 Pro Max đấy. Vài cả cực. Nguyên cả hồ. Vài chữ tặng gì? Cuối cùng sau cô cũng giàu đeo kiếm. Cô đeo chân giống này, cô với cho tổ để chưng. Chứ cô không có 14 giống. Vãi cái giống hai mẹ cả người giàu. Cô trẻ không? Cô năm tầm 50. 50 thế thì nhìn có xinh không? Em vẫn còn mà. Có còn cái gì? Nhưng mà nhìn có xinh xinh ok không? À cô thọ cô gì cô nhìn nhá. Đúng rồi. À thì cô nhìn thì giàu rồi. Cái giàu. Cô nhìn thì giàu rồi. Trước thì bà đấy thì giàu lắm. Trước thì bọn này. Bà đấy bây giờ đang công tác ở đâu đấy? Đang ấy rồi, đang nơi trường rồi. Nhưng công tác ở trường nào? Cô nhìn cái thì giàu rồi. Tính ra lớp mẹ cũng nhiều cái xinh phết đấy. Nhỉ? Anh biết cái lớp của mẹ mà anh không biết có nhiều cái xinh hay không. Ừ. Trong đấy có con em của anh. Biết cái con Linh không? Bảo Linh hay Diễn Linh? Hai con Linh nhá. Ừ. Linh bố mẹ nó tên là Hà Lan. Không phải Hà Lan. Hội. À Đông Hội. Ừ đấy. Không phải Đông Hội, Giang Hội. Ừ. Hội Giang. Hội Giang. Còn Đông Hội. Hội Giang là thế nào? Đông Hội là con khác. Đông Hội là con của nãy em cho anh xem thêm hậu trường quay tiếp thôi. Cái con cầm nó quay. Như vậy video mình đến đây kết thúc nha bạn. Hello.